Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. 7 biểu hiện thức dậy vào buổi sáng chứng tỏ thận của bạn đang kêu cứu. Quý vị thân mến, thận giúp hình thành nước tiểu, bài tiết chất thải, trao đổi chất, duy trì chất lỏng của cơ thể, cân bằng axit, bazơ, điều hòa nội tiết, vân vân. Thận là cơ quan đảm nhiệm rất nhiều vai trò, 24/24 giờ hoạt động không ngừng để âm thầm duy trì chức năng của cơ thể con người. Tuy nhiên, nó cũng là cơ quan rất dễ sinh bệnh, cần phải được chăm sóc chu đáo, cẩn thận, nếu không sẽ bị suy yếu, sức khỏe theo đó cũng ảnh hưởng không nhỏ. Vậy làm thế nào để phát hiện kịp thời thận đang bị suy yếu? Các bác sĩ cho biết, khi thận suy giảm chức năng, hoạt động kém, cơ thể vào buổi sáng sẽ có các biểu hiện sau đây. Hãy chú ý xem mình có những dấu hiệu này không quý vị nhé. Biểu hiện thứ nhất, cơ thể bị phù. Khi cơ thể đang ngủ, quá trình trao đổi chất và sinh lý hoạt động bình thường. Lúc đó thận chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ chuyển hóa một số tạp chất và nước thải. Nếu buổi sáng tỉnh dậy, bạn thấy cơ thể, đặc biệt là mặt hoặc chi dưới phù nề, thì nguyên nhân chủ yếu là do chức năng thận suy giảm, dẫn đến sự thoát nước của thận kém. Từ đó nước bị giữ lại ở các mô, dẫn đến tình trạng phù nề. Thể đang biểu hiện thứ cảm thấy mệt mỏi. Ngủ một giấc dài tỉnh dậy, nếu bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, toàn thân vô lực thì hãy cẩn thận với vấn đề tổn thương thận. Theo y học cổ truyền, thận cung cấp cho cơ thể khí công, khí dương và năng lượng, đồng thời giúp cơ thể thải độc tố và chất thải. Một khi chức năng thận suy giảm, khí dương không đủ, cơ thể sẽ tích tụ độc tố, khiến bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi, kiệt sức. Biểu hiện thứ ba, nước tiểu sẫm màu. Nước tiểu là một biểu hiện bên ngoài có thể đánh giá sức khỏe của thận. Người bình thường qua một đêm trao đổi chất, nước tiểu buổi sáng sẽ có màu hơi đậm nhưng không có bọt. Nếu nước tiểu của bạn rất sậm màu hoặc thậm chí đỏ như máu thì có thể bạn bị viêm thận hoặc có khối u gây ra tiểu máu. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của bọt trong nước tiểu là một triệu chứng của protein tiết niệu, cũng thể hiện chức năng thận đang suy giảm nghiêm trọng. Biểu hiện thứ gót chân, rụng tóc. Vùng gót chân của bạn có huyệt và kinh mạch đả thông đến thận, nên nếu sức khỏe thận suy yếu thì quá trình lưu thông máu sẽ không ổn định, gây đau nhức chân vào buổi sáng. Bên cạnh đó, người có bệnh thận yếu còn gặp phải tình trạng rụng tóc nhiều, mọc tóc trắng sớm, hay tình trạng. Biểu hiện thứ 5, xuất hiện quầng thâm rõ trên mắt. Với những người có thận suy yếu thì sau khi thức dậy, quầng thâm trên mắt sẽ hiện rõ hơn. Nguyên nhân có thể là do bạn thức quá muộn, ngủ không đủ giấc nên làm thận không được nghỉ ngơi vào ban đêm. Từ đó làm mắt xuất hiện quầng thâm vào sáng hôm sau. Để khắc phục triệu chứng này thì cách tốt nhất là hãy dành thời gian ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Biểu hiện thứ 6, khô họng. Khi dịch nước bọt tiết ra trong cơ thể không đủ, nó có thể gây ho khan vào buổi sáng. Nguyên nhân là do quá trình điều hòa thận không ổn định. Vì vậy, những người có thận yếu sau khi thức dậy nên bổ sung một nguồn năng lượng dồi dào để bảo đảm có đủ sức khỏe làm việc. Hãy ăn thật nhiều thực phẩm giàu protein, vitamin và chất xơ, đồng thời kết hợp việc tập luyện hàng ngày. Biểu hiện thứ 7, ngáp vặt, cảm thấy buồn ngủ. Kể cả khi bạn đã ngủ đủ giấc nhưng vẫn gặp phải tình trạng ngáp vặt vào buổi sáng thì đó có thể là do thận hoạt động kém. Lúc này bạn sẽ cảm thấy nhanh buồn ngủ và chỉ muốn nằm trên giường ngủ tiếp. Thận yếu nên ăn gì tốt cho sức khỏe? Việc bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng sẽ giúp tình trạng thận càng khỏe mạnh hơn. Một số thực phẩm tốt cho thận đó là: ăn gì tốt cho thận? 1. Súp lơ tốt cho thận. Súp lơ là một loại rau được rất nhiều người ưa thích. Súp lơ nằm trong nhóm thực phẩm rau xanh, chứa nhiều vitamin A và là một loại rau cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể. Không dừng lại ở đó, súp lơ còn có thể loại bỏ chất thừa, thanh nhiệt giải độc cho cơ thể. Chính vì thế, loại rau này xứng đáng là cứu tinh cho những người bệnh thận yếu. Theo các nghiên cứu của các chuyên gia thì trong súp lơ có chứa nhiều chất như indoles, thiocyanates và glucosinolates. Đây chính là những chất đẩy các loại chất thừa trong cơ thể ra ngoài. Cách chế biến súp lơ không có gì phức tạp.
Bạn chỉ cần chẻ nhỏ súp lơ và cho vào nồi luộc với một chút muối và ăn trong một thời gian. Trứng thận yếu sẽ có những chuyển biến tích cực. Lòng trắng trứng. Chắc hẳn trong chúng ta đều biết, lòng đỏ trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, phốt pho rất tốt cho cơ thể, nhưng ngược lại nó không tốt chút nào đối với người bị bệnh thận yếu. Theo một số nghiên cứu mới đây cho thấy rằng lòng trắng trứng lại rất tốt cho người bị bệnh thận yếu, bởi trong lòng trắng trứng chứa ít chất dinh dưỡng hơn so với lòng đỏ. Đây có lẽ là một thức ăn tốt cho thận ở người bị bệnh thận yếu, vì vậy hãy bổ sung chúng vào thực đơn ăn uống hàng ngày của bạn. Cá tốt cho thận. Để tiếp tục cập nhật những loại thức ăn tốt cho thận yếu ở phụ nữ, bạn đừng quên loài cá. Vốn dĩ đây là loài động vật có thể chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng rất được nhiều người yêu thích. Thêm một số thông tin nữa, có thể nhiều người biết trong cá chứa nhiều omega 3, có tác dụng tốt trong việc chống và tiêu viêm. Với những người thận yếu nên sử dụng cá có thể giải quyết các vấn đề về thận. Hơn nữa trong cá lại có chứa nhiều protein, cung cấp một nguồn dinh dưỡng cũng như năng lượng tuyệt vời cho cơ thể bạn. Bắp cải. Bắp cải loại rau chứa nhiều chất dinh dưỡng, vì thế cải thiện nhanh sức khỏe bạn nên ăn bắp cải thường xuyên. Trong bắp cải chứa một số chất phytochemical có tác dụng làm giảm tế bào gây nguy hại cho cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng kali có trong bắp cải giúp thận giảm áp lực lọc thải chất độc ra khỏi cơ thể một cách nhanh nhất. Thận yếu nên ăn uống nước gì? 1. Uống nước dâu ngô. Nước dâu ngô có tác dụng giảm các triệu chứng của bệnh như tiểu ra máu, tiểu buốt, phòng ngừa hình thành sỏi thận. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng trong nước dâu ngô còn hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giải độc tố, cải thiện chức năng thận. Cách sử dụng. Đun một nắm dâu ngô rửa sạch với 500-100ml nước trong khoảng thời gian 5-7 phút. Sau đó lọc lấy nước uống hàng ngày, có thể sử dụng lại bã dâu ngô nhiều lần. 2. Nên uống nước đỗ đen. Trong đông y, đỗ đen có vị ngọt bùi, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Còn trong y học hiện đại, đậu đen có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như protein, glucid, muối khoáng, vitamin B, PP, chất béo, sắt, axit amin. Cách sử dụng. Rửa sạch đỗ đen sau đó cho vào nấu với nước cho đến khi chín mềm thì cho đường vào. Tiếp theo chắt lấy nước uống và ăn cả bã. Thứ hai, thận yếu không nên ăn gì để bảo vệ sức khỏe. Đối với một câu hỏi thận yếu không nên ăn gì, các chuyên gia đã liệt kê một trong số những thực phẩm cần phải hạn chế trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày như sau. 1. Không ăn nhiều muối. Trong số rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, với những người đang mắc bệnh liên quan tới thận, thì cần phải giảm bớt lượng muối tiêu thụ ở trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Điều này sẽ giảm bớt oxalate bên trong nước tiểu. Phân tử này nếu hấp thụ nhiều sẽ dẫn tới suy thận. Do đó, người bị thận yếu, suy thận hoặc gặp vấn đề liên quan tới huyết áp cao thì cần phải điều chỉnh ngay lượng muối cần sử dụng hàng ngày sao cho phù hợp nhất. 2. Thực phẩm chứa phốt phát và kali. Thận có nhiệm vụ quan trọng trong việc duy trì mức độ ổn định của nồng độ phốt phát và kali bên trong cơ thể. Do đó, nếu như chức năng hoạt động của thận bị suy giảm thì hoạt động này sẽ gặp khó khăn. Vì thế, người bệnh cần phải hạn chế bổ sung những thực phẩm có chứa hai chất này để thận không phải hoạt động quá tải. Các thực phẩm chứa phosphat và kali bao gồm format, sữa, bia, đậu lăng, chocolate nóng, những loại hạt. 3. Nên ăn kiêng thực phẩm giàu protein. Đến đây, chắc bạn phần nào biết được người bị thận yếu nên kiêng gì rồi phải không? Việc điều chỉnh được lượng protein cung cấp cho cơ thể hàng ngày là việc rất cần thiết. Mặc dù một số loại protein có trong một số thực phẩm rất tốt cho cơ thể, nhưng một khi chúng bị phá vỡ và đi vào trong máu thì không tốt chút nào, bởi lúc này thận ứ nước lại tăng khả năng đào thải. Một số loại thức ăn chứa nhiều protein người bệnh nên tránh, đó là các loại cá, thịt gà, thịt bò. Bên cạnh đó, người bệnh có thể thay thế một số món như đậu, tôm. 4. Thịt số loại hoa quả. Người thận yếu không nên ăn gì? Đối với hoa quả thì bạn cần phải loại bỏ chuối ra khỏi thực đơn
vì nó có hàm lượng natri cao. Khi ăn chuối quá thường xuyên sẽ khiến cho thận phải chịu áp lực nặng nề. Do đó, người đang bị phù nề, cao huyết áp hoặc bệnh thận cần phải hạn chế loại quả này. Dưa hấu có chứa hàm lượng kali cao, với người khỏe mạnh thì không sao. Tuy nhiên, người đang bị bệnh thận có thể gặp phải những biến chứng liên quan tới bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, cam, sơ ri, quýt cũng nằm trong top các thực phẩm cấm mà người thận yếu không nên sử dụng. Nguyên nhân là vì hàm lượng vitamin C có trong loại trái cây này sẽ khiến quá trình chuyển hóa oxalate diễn ra nhanh hơn. 5. Một gia cầm. Các loại thịt gia cầm gồm ngỗng, vịt, gà có chứa hàm lượng protein dồi dào. Khi người bị thận yếu ăn quá nhiều sẽ khiến cho ure trong máu tăng cao, gây ra suy thận. Vì thế cần phải kiêng kỵ tuyệt đối loại thực phẩm này. Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần nhớ tuyệt đối tránh xa thận heo vì trong thành phần có chứa hàm lượng cholesterol, purin cao. Nếu như quá lạm dụng sẽ dẫn tới hiện tượng lipid huyết và axit uric máu tăng cao. Cả hai hiện tượng này đều làm cho thận suy kiệt nặng nề hơn. 6. Một số loại rau. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bạn cũng nên hạn chế các loại rau như đậu đỗ, gừng, măng tre, rau bina vì chúng sẽ làm quá trình kết tinh muối diễn ra nhanh hơn. 7. Tránh các thức ăn giàu kali, phốt pho. Công việc của thận là duy trì đúng lượng kali và phốt pho trong máu, loại bỏ kali và phốt pho dư thừa. Nếu bị bệnh thận yếu, việc loại bỏ phốt pho và kali thừa sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, hạn chế các loại thực phẩm chứa hai chất này chính là cách tốt để giảm tải công việc cho thận. Đặc biệt, tuyệt đối không uống rượu bia, các chất kích thích, không hút thuốc lá. Ngoài ra, 4 thay đổi nhỏ sau đây cũng giúp bạn cải thiện chức năng thận, hãy thử áp dụng nhé. Thứ nhất, uống trà. Uống trà tốt cho sức khỏe của thận, giúp thúc đẩy giải độc, giảm gánh nặng cho thận. Trong đó có trà hoa dâu giúp chống lão hóa, giải độc cơ thể, bảo vệ sức khỏe thận. Một cách pha trà mang lại hiệu quả cao đó là sử dụng quả aronia, quả mâm xôi đen, quả dâu tằm, hoa lạc thần kết hợp với nhau ngâm trong nước. Thuốc uống này rất có lợi cho sức khỏe, giúp tóc đen mượt, mắt sáng, lợi tiểu, bài trừ sỏi thận. Thứ hai, hạn chế hoặc không uống rượu. Ngoài việc gây hại cho gan, rượu có tác động xấu đến sức khỏe của thận. Theo nghiên cứu, những người uống ít nhất 7 ly rượu mỗi tuần có khả năng tăng creatinine huyết thanh hơn những người chỉ uống 1 ly mỗi tuần hoặc không uống rượu. Chỉ số creatinine tăng cao đồng nghĩa với sự rối loạn chức năng thận, suy thận. Do đó, để bảo vệ thận, chúng ta nên hạn chế hoặc không uống rượu. Thứ ba, ngâm chân. Thường xuyên sử dụng nước nóng ngâm chân không chỉ giúp giữ ấm cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức mà còn có lợi làm ấm thận. Khi ngâm chân cần chú ý lượng nước sao cho bàn chân được ngâm trọn vẹn. Nhiệt độ nước ngâm chân vào khoảng từ 38 đến 40 độ C. Thời gian ngâm không nên quá dài, chỉ vào khoảng 15 đến 30 phút hoặc đến khi nào bạn ra mồ hôi nhẹ. Thứ tư, không thức khuya. Những người thường xuyên thức khuya có khả năng tăng nguy cơ mắc protein niệu và suy giảm chức năng thận nhanh hơn. Đặc biệt với những người mắc bệnh thận, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến giấc ngủ và cần kết hợp nghỉ ngơi và làm việc hợp lý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.